lưỡng lự xích bên kia nữa. Lời nói đầu tiên, em Thanh Thảo, em Bảo Ngọc, thay mặt tập thể 11H gửi đến quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để giúp cho mọi người hiểu hơn về ứng dụng khóa học trong đời sống, lớp chúng em đã chuẩn bị một tiểu phẩm mang tên Xuyên Không. Mời mọi người cùng theo dõi. Các bạn ơi, hãy chú ý đón xem tiết mục và bật mí là ở cuối. Chúng mình sẽ có phần trả lời câu hỏi liên quan đến vở kịch. Và phần quà đó chính là một cây son làm từ cô Hạnh. Và tiết mục Xuyên Không xin được phép bắt đầu. Hiếu và Kiệt là đôi bạn cùng bàn trong lớp 11H. Hôm nay, nhóm của bạn được cô phân công tiến hành thí nghiệm để tuần sau có sản phẩm báo cáo. Chiều, hai bạn vào trường, chuẩn bị thí nghiệm. Thì vô tình xảy ra sự cố. Ở một ngôi làng nhỏ, nước lũ dâng cao, người dân đang chống chọi với cái lũ lớn, không có nguồn nước để uống. Hiếu và Kiệt tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc quay cuồng như loạn trạng bước đi. Họ ngạc nhiên khi bắt gặp nhau tại nơi đây, cảnh vật xung quanh khác lạ so với thế giới hiện đại mà hai bạn đang sinh sống. Lúc này, Hiếu và Kiệt đã nhận thức được vấn đề, họ cảm thấy thương xót trước tình cảnh của người dân. Hai bạn bèn suy nghĩ, bản thân cần phải làm việc gì đó để làm sạch nguồn nước nơi đây. Vận dụng tất cả các vật liệu sẵn có. Hai bạn đã chế tạo ra dụng cụ lọc nước để phục vụ cho tình thế cấp bách hiện tại. Sản phẩm do họ chế tạo đã giúp rất lớn cho nhu cầu sinh hoạt cũng như nấu ăn của người dân. Cuộc sống của người dân lại quay trở lại nhịp sống bình thường như trước kia. Vị viên quan trong làng ấy nhận được thánh chỉ của vua nhưng không cách nào có thể đọc được chữ bên trên ấy. Một tên hầu cưỡi ngựa lại chạy trong khi tên quan vẫn tới lui suy nghĩ. Tên hầu đó đề xuất rằng khi nghe có hai người lạ bên làng nọ đã giúp nhiều người làm nước đục thành trong suốt. Vì thế, ngày thì biết được hai bạn có tài trí hơn người, bạn triệu tập để giải quyết giúp ông. Đoán được ý nhà vua, hai bạn đã lấy trong ba lô một chai xịt xịt nhẹ vào giấy.
dòng chữ đã xuất hiện. Chưa dừng hạn ở đó, vua bàn xuống hai câu đố buộc viên quan phải giải thích. Câu đố thứ nhất, cho quả trứng chui vào bình. Câu đố thứ hai, đốt khăn mà khăn còn nguyên vẹn. Cuối cùng, hai bạn được tên quen cảm ơn. Và điều thần kỳ nào đó đã đưa hai bạn quay về thế giới thực tại. Các bạn nghĩ tiểu phẩm của lớp chúng mình đã kết thúc rồi sao? Chưa đâu. Để tiếp tục chương trình, mời thầy cô và các bạn xem tiết mục thời trang, hóa học và ngành may mặc. Đầu tiên ra sân khấu là hai bạn với trang phục thời kỳ số 2. You're the queen, you're the one, you're the best, master to that man. Tiếp theo, bước ra sân khấu là hai bạn với trang phục làm từ vật liệu thô sơ. Tiếp đến là hai bạn đại diện trang phục từ tơ tổng hợp trong hiện tại. Tiểu phẩm của lớp mình.
có 3 câu hỏi và kèm phần quà nếu các bạn trả lời đúng. Câu hỏi thứ nhất, quả trứng to hơn miệng bình nhưng tại sao quả trứng lại chui được vào bình? Bạn nào có câu trả lời thì giơ tay đi ạ. Tụi em sẽ xem xét lại cái đáp án nhờ cô giải thích. Cô chào các em. Thì câu hỏi là quả trứng chui vào bình và chúng ta quan sát là cái thí nghiệm của chúng ta là không có đun, đúng không nè? Vậy cái câu trả lời của bạn là đúng với điều kiện cho quả trứng chui được vào bình khi đun, phải không nè? Với cái câu trả lời của bạn thì để khuyến khích thì tặng cho bạn một phần quà. Và đáp án của cô là như sau. Trong cái bình của cô đang chứa là dung dịch NH3 và quả trứng hồi nãy là được ngâm vào nước, có nghĩa là nó có một phần nước NH3 tan nhiều trong nước, cho nên chúng ta thấy sự chênh lệch về áp suất quả trứng sẽ chui vào bình. Cô cảm ơn các em. Câu hỏi thứ hai, dung dịch khô màu dùng để xịt vào giấy có chứa chất nào? Bạn hãy giơ tay trả lời đi. Phần thưởng của lớp mình rất là hấp dẫn, đó là một cây son đó ạ. Cây son làm từ cổ hạnh. Dạ em xin chào anh và dạ, các anh chị các bạn và dạ, cô. Em tên là Nguyễn Trần Chân Nhân, lớp 10H. Em xin được trả lời chất đó là phenol tannin. Câu trả lời của bạn đúng ạ. Con xin chào bạn một phần quà. Dạ cảm ơn nha. Đến với câu hỏi cuối cùng. Tại sao đốt khăn mà khăn không cháy? Có bạn nào biết không ạ? Hello. Dạ em là Võ Xuân Hương 10T1. Dạ em xin trả lời là khăn ướt khi mà nhúng thêm một lớp dầu nữa thì nó sẽ có thể đốt được nhưng mà nó không có bị cháy cái khăn. Xin cảm ơn câu trả lời của em. Câu trả lời của em là chính xác nha. Xin cảm ơn em rất là. Qua tiểu phẩm này chúng mình muốn gửi đến các bạn thông điệp hãy học và có kiến thức thì chúng ta sẽ giải quyết được nhiều hiện tượng hóa học xung quanh, biết để có những thí nghiệm an toàn và thú vị. Thay mặt cho lớp 11H, em và Bảo Ngọc gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh xem qua tiết mục này. Chị Hạnh. Tập thể 11H xin kính chào.